Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để truy xuất lịch sử giao dịch của một cái địa chỉ ví. Nó chạy trên cái network Smart Chain BEP20. Trước hết, quý vị hãy vào trình duyệt web này và quý vị hãy đánh địa chỉ bscscan.com. Ok chưa? Thì tất cả các token nó chạy trên cái network BEP20 thì quý vị đều có thể vào đây để lấy smart contract hoặc là truy xuất lịch sử giao dịch. Ok, thì ở cái ô tìm kiếm này quý vị hãy dán cái địa chỉ mà quý vị muốn truy xuất vào đây. Rồi, quý vị chọn vào tìm kiếm này. Về căn bản thì quý vị chỉ cần quan tâm đến một số vấn đề như là trạng thái giao dịch, thời gian giao dịch, địa chỉ ví gửi nhận, phí giao dịch và cái số lượng giao dịch. Đó. Thì ở đây, cái địa chỉ ví này hiện tại đang có 0.22, 0.23 BNB và nó tương đương với lại cái số đô 121 đô. Và tổng số các token trong ví đang có là 24. Đó. Tổng số token có là 158 đô. Đó. Rồi, bây giờ quý vị chỉ cần quan tâm đến cái phần transaction này. Thì có một số các cột sau đây. Quý vị để ý đến cái cột TXNH này. Đó. Thì đây là cái mã để quý vị có thể kiểm tra này. Ok chưa? Rồi, còn cái cột Tiger này là cái thời gian giao dịch. Cái cột From và To tức là được chuyển từ địa chỉ này tới địa chỉ này. Còn Out là chuyển đi, chuyển ra ngoài đấy. Rồi, cái cột cuối cùng này là cái phí giao dịch. Đó, ok chưa? Thì đây là toàn bộ cái lịch sử giao dịch này. Đó. Bây giờ quý vị hãy thử vào một cái mã TXNH để kiểm tra xem là cái trạng thái giao dịch của nó. Rồi, quý vị chọn này. Đây, thì đây là một cái giao dịch này đã được thành công này. Ok chưa? Còn cái dòng này là cái thời gian giao dịch. Đó. Thời gian giao dịch. Thời gian giao dịch ở đây, cái múi giờ UTC thì nó thì quý vị cộng thêm khoảng 8 tiếng của cái giờ Việt Nam. Ok chưa? Còn đây là cái địa chỉ gửi. Đó. Còn cái này là từ địa chỉ này gửi tới một cái địa chỉ này với cái số lượng là 22,53 BUSD. Đó. Đây, còn cái phần này là cái phí giao dịch, phí gửi, phí ở cái thời điểm hiện tại đang là 0.00018.0695 BNB và nó tương đương với là 0.09 USD. Đó, ok chưa? Rồi. Vậy là đã xong những cái phần căn bản, quý vị chỉ cần quan tâm đến nhất là cái phần cái mã này này. Đó, cái mã này. Và cái thứ hai là cái trạng thái giao dịch. Đó. Rồi. Và cái phí giao dịch. Ok. Rồi, KTV xin kết thúc video tại đây.